Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần sau khi chính phủ ban hành nghị quyết 33 năm 2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản hướng dẫn một số nội dung và đã sẵn sàng giải ngân để triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo nghị quyết 33. Tuy nhiên, hiện vẫn đang chờ Bộ Xây dựng lên danh mục dự án đủ điều kiện. Đến thời điểm hiện tại, cả 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV đã lên kế hoạch nguồn vốn cho chương trình này. Lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Đối với chủ đầu tư là 8,7% một năm và đối với người mua nhà là 8,2% một năm. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, định kỳ 6 tháng, Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi. Trên cơ sở nội dung của nghị quyết chính phủ sau khi được ban hành, thì Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và cụ thể là cái gói tín dụng 120.000 tỷ với 4 ngân hàng thương mại nhà nước và với cái lãi suất cho vay dự kiến sẽ thấp hơn từ 1,5 đến 2% so với mức cho vay thông thường. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động thành phố, hiện Đà Nẵng có hơn 27.000 lao động ngoại tỉnh và lượng lớn lao động nước ngoài đang làm việc trong các khu công nghiệp. Trong đó phần lớn người lao động ngoại tỉnh đang thuê ở trọ gần các khu công nghiệp để tiện cho việc đi làm. Vì vậy, nhu cầu nhà ở của công nhân tại các khu công nghiệp và dự báo đến năm 2030 trên địa bàn thành phố là 62.433 người. Do đó, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng sắp giải ngân sẽ mang lại cơ hội cho cả chủ đầu tư dự án và người có thu nhập thấp đang cần nhà ở. Về phía Bộ Xây dựng thì chúng tôi cũng đã có văn bản, dự thảo với văn bản hướng dẫn về tiêu chí, điều kiện, danh sách, danh mục các cái dự án thì đang gửi Ngân hàng Nhà nước cũng như là các cái bộ ngành và các cái cơ quan có liên quan để góp ý và sẽ ban hành trong cái một vài ngày tới để các cái cơ quan có liên quan có cái cơ sở để triển khai thực hiện. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng ra đời đã hiện thực hóa nghị quyết 33 của chính phủ. Tuy nhiên, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, sát sao và quyết tâm của các bộ ngành, các địa phương phối hợp đồng bộ để phục hồi và phát triển bền vững hơn. Cần phải có một cái cơ quan chuyên trách về vấn đề này, tức là như vậy là xuyên suốt cái vấn đề này từ trên xuống dưới. Bởi vì là như vậy là nếu mà cứ phân ra nhiều ngành khác nhau, nhiều địa phương khác nhau thì cái việc giải quyết cái vấn nhà ở xã hội này nó cũng chỉ là một cái việc nhiệm vụ trong rất nhiều nhiệm vụ của các đơn vị, dẫn đến là nó sẽ có như là nó cái sự là cái trọng tâm trọng điểm nó sẽ hạn chế. Cũng theo các chuyên gia, để giải ngân hiệu quả gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hướng đến mục tiêu hỗ trợ thực chất cho người mua nhà và cả chủ đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng nên mở rộng đối tượng được vay. Đơn cử như tại Đà Nẵng, từ năm 2005 đến nay, có gần 14.000 căn chung cư nhà ở xã hội đã đưa vào khai thác từ vốn ngân sách thành phố, hơn 7.500 căn nhà ở thương mại giá rẻ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Nguồn nhà ở thương mại đã góp phần giải quyết một phần nhu cầu nhà ở cho người dân và công nhân người lao động có thu nhập thấp. Như vậy, phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ và nhà ở xã hội đều đáp ứng nhu cầu thực tế. Nếu gói tín dụng 120.000 tỷ đồng mở rộng thêm đối tượng nhà ở thương mại thì sẽ tạo được cú hích và thị trường bất động sản sẽ có điều kiện để phục hồi, ổn định trở lại.